dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị làm một món là gỏi mực ha món này thì em trộn có ba nguyên liệu là khoai môn và cà gót và một ít rau muống và bây giờ em mời cô chú anh chị theo em vào bếp để mình thực hiện món gỏi mực ha ở đây thì em có chuẩn bị là một ký mực mực này là một ký nó được 6 con nó bự lắm mà nó tươi ra nè cả nhà thấy không mực này thì em đã làm sạch sẽ hết rồi cả nhà tất cả các nguyên liệu thì em cũng đã đều làm sẵn hết rồi khoai môn thì ở đây em bào sợi ra như vậy nè cả nhà rồi kế tiếp nữa thì là em sẽ dùng một ít rau muống và một ít mà cà gót cả nhà để tạo cho cái dĩa gỏi của mình được đẹp mắt và bây giờ em sẽ chuẩn bị đi chiên phê môn trước phê môn thì ở đây em sẽ cho một ít bột chiên giòn vào đây để mà mình chiên cho cái cọng mà phê môn nó giòn lên á thì hồi mình trộn gỏi ăn nó sẽ ngon hơn ăn chúng cái miếng phê môn thì nó lạ lạ miệng vậy đó cả nhà rồi bây giờ em chuẩn bị thêm một cái chảo dầu trước mình chiên phơi môn trước nha cả nhà Bây giờ chờ cho cái dầu nó nóng lên rồi em sẽ thả phơi môn vào đây em chiên luôn Bộ Để bột chiên giòn vô thì nó sẽ quết cục như vậy nè cả nhà Nhưng mình dùng cái đũa mình xới xới ra như vậy Mình mình chiên nó vừa vàng thôi cũng đừng có vàng quá nha cả nhà đó, nó, nó dính lại gì nè thì mình lấy đũa mình xơi xơi nó ra phay môn á mình chiên như vậy là được rồi nè cả nhà đó nó nó quét cục vậy nhưng mà một hồi mình trộn thì mình uh, uh, bẻ nó xới xới ra nha cả nhà mực á, thì uh, em sẽ cắt ra phanh khoanh gì nè cả nhà một hồi mình trộn gỏi thì nhìn nó rất là đẹp mắt nhiều gia đình thì em thấy người ta trộn có mực á, thì người ta cắt như là cái hình cái bông vậy đó cả nhà thì tùy theo mỗi gia đình mình ha còn em trộn thì em cắt phanh phanh vậy đó sau khi mực em cắt phanh rồi thì em chuẩn bị một cái nồi nước sôi tặng em luộc mực cả nhà luộc mực thì cả nhà nhớ cho một miếng muối vào trong cái nước sôi này luôn nha cả nhà như vậy thì miếng mực của mình nó sẽ được ngọt hơn và bây giờ mực chín rồi thì em sẽ vớt ra tô nước đá để cho cái phanh mực này nó được giòn hơn sau khi mình trộn gỏi thì cái miếng mực nó giòn ăn nó ngon hơn cả nhà mực thì em cũng đã làm xong bây giờ tới mình làm nước trộn ha ở đây thì nước mắm thì em sẽ cho hai muỗng nước cốt chanh và ba muỗng đường ở đây em đâm tỏi với ớt chứ em không có bầm với cho một ít bột ngọt vào đây tùy theo gia đình mình ha người có người ta cũng không ăn bột ngọt thì khỏi để hết cả nhà ở đây thì là nước mắm thường thường là có tương ớt nữa thì vô nó sẽ ngon hơn nhưng mà em bữa nay em trộn thì không có bỏ tương ớt em chỉ đâm nước mắm như vậy thì có cái độ sệt như vậy thì mình sẽ trộn nó ngon hơn em sẽ cho một ít nước nóng vào đây nước à, nước nóng ấm thôi nghe cả nhà đó là mình quậy tan ra rồi cho thêm ba muỗng nước mắm nước mắm này thì cũng hơi mặn cho nên em dùng ba muỗng ăn canh thôi đó quậy đều lên rồi hồi nữa mình trộn ha cái tiếp thì em sẽ cho cái nước mà mắm em mới làm là em gửi lên trên mực luôn để cho nó thấm gia vị vô rồi hồi mình trộn thì nó sẽ ngon hơn cả nhà rồi cái tiếp nữa thì em sẽ chuẩn bị đi trộn thì ở đây ra muống á thì em trộn một ít ra muống thôi và đây là cái phay môn mới nãy em chiên nè nó quét cục như vậy nè đó bây giờ em sẽ bẻ cho nó gời ra đặng mình trộn vô thì nó sẽ ngon hơn em không cần phải bẻ rời ra quá cũng dính cục cục gì cũng được nha cả nhà em cho một ít cà gót vào đây để tạo cái màu cho nó được đẹp rồi em sẽ cho hết mực vào đây luôn để mình trộn trộn như vậy nó vừa có màu xanh màu đỏ rồi màu trắng màu trắng của cái màu phai môn á cả nhà như vậy thì dĩa gỏi của mình nhìn rất là đẹp mắt á cả nhà. Giờ em sẽ rưới nước mắm vào đây luôn. À, cả nhà cứ làm thử giống như em như vậy đi. À, mình trộn như vậy ăn nó ngon lắm cả nhà. Em cũng trộn mấy lần ăn thấy ngon quá cho nên em mới à, hôm nay em làm cái video này để em chia sẻ đến à, cả nhà xem để cả nhà à, làm thử giống như em coi ăn ngon lắm hết cả nhà. Rồi kế tiếp nữa thì em sẽ cho rau quế vào đây luôn Cho nó thơm Thường thường em thấy trộn gỏi là mình hay để đậu phộng như hành phi rồi đó cả nhà Nhưng mà em trộn cái này em không có để hành phi Mà em cũng không có để đậu phộng luôn đó, Em trộn vậy ăn nó ngon Tại vì trong đây nó có cái phơi môn á, là mình ăn nó đã béo Rồi nếu mình dùng thêm đậu phộng nữa thì ăn nó ngán lắm cả nhà cho nên em không có để đậu phộng gia đình nào muốn ăn đậu phộng với hành phi thì mình bỏ vô ha đây rồi gỏi của em đã xong rồi nè cả nhà cả nhà thấy ngon không đủ màu sắc hết trơn màu trắng rồi màu đỏ rồi màu xanh màu xanh cũng là màu rau muống á cả nhà Đó, nhìn rất là đẹp mắt đúng không rồi video của em tới đây là xin tạm dừng nếu cả nhà thấy hay thì cả nhà nhớ tặng cho em xin một like và một nút đăng ký để em có động lực ra video mới nha rồi bây giờ em xin chào cả nhà nha bye bye